Em xin chào các anh. Ở đây hôm nay em lại tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái con âm ly Intech 275 cho những bác nào mà vẫn đang cần cái con âm ly này nhé. Những con âm ly này thì là được rất nhiều các bác hỏi này, hỏi nhiều cực kỳ luôn, bởi vì là cái tiếng của nó hay mà nó lại dễ ghép cho các cái dòng notebook Shell. Mà bây giờ thì cái nhu cầu của chúng ta thì hầu như chúng ta là đều là dùng notebook Shell để nghe nhạc là chính, còn đâu là các cái dòng loa thùng to ít ít chơi. Đấy. Mà chúng ta bây giờ chủ yếu là lại quay trở về sử dụng là thứ nhất là một số bác chơi các cái loa Bookshelf bass khoảng 16, 18 đổ về, có những bác thì bác chơi Bookshelf 20, có những bác thì bắt đầu chơi các cái dòng loa thùng bass 25 thì đều ghép được với con này được, nên các bác ấy rất thích cái con này. Bởi vì con này thứ nhất là chất âm nó hay, nó khai thác tốt được cái chất âm của loa, và cái thứ hai là giá thành nó vừa phải, nó nhỏ gọn. Đấy. Thì những con này thì nó chỉ như con 92M này thì giá của nó chỉ có 2 triệu 8 thôi, nhưng mà nó lại cho chất âm rất là tốt các bác nhé. Đây, tại sao em lại nói là cho chất âm tốt, bởi vì cái dòng âm ly này nó là một trong những cái độc quyền của Onkyo nó mới có, đó là nó sẽ có thêm silver bass. Đấy là cái giải chỉnh giải siêu trầm để cho cái tiếng bass nó sâu hơn, ấm hơn, kèm nó vẫn có bass bình thường nhưng để mình có thể tăng thêm tiếng bass này, tiếng chép này. Tiếng bass này nó sẽ tăng được cả giải trung 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 gọi là giải trung và giải trung thấp lên nhé. Còn tép sẽ tăng tăng giải trung cao và giải tép đấy, ba năng sơ để cân bằng hai loa. Đấy, silver bass đầy đủ hết. Đấy, thì thiết kế máy cũng rất là đẹp. Đấy, bóng bẩy có thấy không ạ? Đấy, đây là được rất là ưa chuộng nhé. Đấy, con này nó về thì nó cũng là một trong những con hàng đầu mạng đấy, đều rất là đẹp các bác nhé. Tất nhiên đây là hàng đã qua sử dụng thì cái vấn đề là nó có một vài vết này vết kia một xíu thì nó không thể chạy được 100%, nhưng con này thì còn rất là đẹp đó. Rồi các cái chân giắc của nó này còn bóng loáng này, có thể không? Chân AV còn rất là bóng nhé. Cầu loa này, cầu kẹp loa các bác thấy nhựa cầu kẹp loa còn rất là mới, không bị xỉn vào được thời gian. Đấy, nói chung con này được bảo quản rất tốt. Đấy, có cả subwoofer out để mình có thể là kết nối với sub điện. Đấy, đầy đủ hết. Các bác lưu ý cho em, đây là những con hàng em đấu mạng từ Nhật về, nó là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật và là nội địa Nhật luôn nhé, nên là nó sẽ sử dụng điện 100V, nhưng các bác về các bác phải cắm qua đuổi nguồn nhé, không cắm trực tiếp điện 220 được nhé. Đấy, công suất 120W. Mức công suất này thì mình có thể là gánh một đôi loa bass khoảng 16, 18 hoặc là 20 Bookshelf đều được. Đấy. Những con này thì có những khách nhà em về ghép cả với loa Bose 301, đánh rất là hay luôn, cái dòng bass 20 của Bose, bass 18, 20 của Bose ấy, 301 CD3, 301 CD2, 301 CD4, 301 AV. Đấy. Nó đều đánh được tốt nhá. Đấy, các cái dòng bốt khác như là bốt là 151 hoặc là 141 là các dòng loa lời đấy, ghép vào đây cũng rất là ok luôn. Đấy. Rồi là các cái dòng loa cây nó cột mà bát 2 bát 16 cũng ghép được vào đây nha, BNW hay là Bon Scaudio hay là một số các cái dòng khác nữa như là JBL hay là Denon, Denel, các thứ Onkyo đều ghép vào đây được nha. Những con đi như Liverpool D200 hay là mã các thứ là ghép lên thoải mái như D202, D202 được được các bác nhá, đều được hết của Onkyo ấy. Thực ra D500 thì cũng ghép vào đây được nhá, D500 cũng có thể ghép vào đây được nếu mà mức mình mở mức vừa phải thì là đánh ok luôn. Đấy. Thì con 92M này như các bác thấy là hàng nó còn đẹp này, nên điện đầy đủ hết nhá. Thì bác nào mà lấy hàng thì báo em nhá. Đấy. Nên điện đầy đủ, tiếng ra ok. Thì bác nào lấy hàng thì cứ báo em theo số là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.